Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Cục Quản lý Không gian mạng Quốc gia Trung Quốc ra thông báo về việc tạo dựng một môi trường mạng lành mạnh, nhiều công ty đã bày tỏ sự hưởng ứng, trong đó có công ty chủ quản của Nhất Bác và công ty chủ quản của Tiêu Chiến. Phương Nhất Bác đã ký tên vào bản kiến nghị của Nhạc Hoa, đồng thời cũng chia sẻ lại bản ký tên này lên trang Weibo cá nhân. Giới chuyên môn cho rằng nét chữ nét người và họ nhận xét rằng chữ ký của Vương Nhất Bác khá gọn gàng, ưa nhìn. Công ty chủ quản của Tiêu Chiến cũng tập hợp toàn bộ nghệ sĩ đến và ký tên vào một lá thư cam kết về đạo đức nghệ thuật của nghệ sĩ, yêu cầu mỗi một thành viên làm phần việc của mình và hợp tác với Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương của Trung Quốc để khắc phục tình trạng hỗn loạn trong ngành giải trí. Toàn bộ chữ ký của nghệ sĩ công ty đều có mặt trong bản cam kết, bao gồm cả thành viên của X Cửu Thiếu Niên Đoàn. Tuy nhiên, không có chữ ký của Tiêu Chiến trong văn bản này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến không xuất hiện cùng nhóm nhạc của mình cũng như các nghệ sĩ trong công ty. Gần đây nhất là trong bộ ảnh Chào Xuân năm 2021 của công ty chủ quản bao gồm toàn bộ nghệ sĩ của công ty, nhưng anh cũng vắng mặt. Người hâm mộ của anh đều biết rằng YGGY là công ty chủ quản của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, việc Tiêu Chiến không có mặt trong danh sách nghệ sĩ tại đây cũng có lý do của nó. Vào năm 2019, do có bất đồng về quan điểm về đường lối phát triển, Tiêu Chiến đã muốn kết thúc hợp đồng sớm với công ty chủ quản. Lý do chủ yếu là do CEO của công ty là bà Long Dani hầu như không quan tâm cũng như đề xuất các hoạt động phát triển sự nghiệp đối với Tiêu Chiến. Bà từng chê Tiêu Chiến rằng ánh mắt của anh không có thần thái, giọng hát trung bình, lại mang dáng vẻ của một cậu ấm. Đối với bà Long Dani, Tiêu Chiến khi ra mắt đã nhiều tuổi và không có tiềm năng. Trong khi đó, theo báo cáo năm 2018 của YGGY, thu nhập mà Tiêu Chiến đem về cho công ty xếp thứ 2 trên tổng danh sách nghệ sĩ lúc bấy giờ. Chính vì sự bất đồng trong quan điểm đường lối phát triển này mà Tiêu Chiến đã đề nghị chấm dứt hợp đồng sớm với công ty chủ quản. Thậm chí hai bên còn giằng co ra tòa về sự việc này. Tuy nhiên, năm 2019, Tiêu Chiến cũng đã chọn rút đơn kiện. Bởi vì hợp đồng của anh còn dài nên Tiêu Chiến khó có khả năng bồi thường hợp đồng. Cuối cùng, hai bên đã có một thỏa thuận mới. Tiêu Chiến được phép mở phòng làm việc cá nhân và hoạt động riêng biệt với công ty chủ quản. Tuy nhiên, bên phía Tiêu Chiến vẫn phải chia lợi tức cho công ty chủ quản cho đến khi hết thời gian như đã ký trong hợp đồng trước đó. Vì vậy, có thể hiểu rằng Tiêu Chiến đang hoạt động độc lập với tư cách cá nhân riêng biệt. Việc chữ ký của Tiêu Chiến không có mặt trong bản cam kết của toàn nghệ sĩ công ty chủ quản YGGY cũng là điều hợp lý. Anh hoàn toàn có thể đưa ra tuyên bố và tiếng nói riêng của mình không liên quan đến công ty chủ quản YGGY. Mối liên hệ duy nhất của anh với công ty chủ quản đó là hợp đồng và chia lợi tức. Điều này lý giải vì sao chữ ký của anh không có trong bản cam kết tập thể của công ty. Có thể nói việc rời bỏ công ty chủ quản là điều đúng đắn đối với Tiêu Chiến. Hiện nay, chiếc áo không có chữ ký trong mọi đơn hàng. Người hâm mộ của anh đã rất hạnh phúc khi nhận tới hai chiếc áo chỉ với giá 1 tệ. Những chiếc áo này tuy để bán ra làm công ích, nhưng Tiêu Chiến cũng đã yêu cầu với chất lượng vô cùng chặt chẽ và kiêm khắc. Những chiếc áo này sau khi sản xuất ở Hồ Bắc đều phải được chuyển đến Bắc Kinh để kiểm tra chất lượng, sau đó mới đưa đến tay người hâm mộ. Kể một vài chi tiết bên lề để cho các bạn nắm được, mỗi người luôn có một cách đi trong cuộc sống. Và danh tiếng đối với nghệ sĩ chỉ là ánh hào quang sớm nở tối tàn nhanh chóng. Chỉ có sự đối đáp chân thành từ cả hai phía mới là sự trường tồn vĩnh hằng nhất. Tiêu Chiến là nghệ sĩ thuộc top đỉnh lưu duy nhất của Trung Quốc tại thời điểm hiện tại, không dựa vào các chương trình tập kỹ để nâng tầm ảnh hưởng. Trung Quốc đang tiến hành thanh lọc môi trường giải trí và sẽ có rất nhiều yêu cầu mới. Trong đó có tin đồn rằng các idol đã chéo sân bắt buộc phải có bằng cấp chứng chỉ hoặc phải có trình độ đại học trở lên. Đương nhiên đây mới chỉ là tin đồn. Nếu điều này được thực thi, thì có lẽ sau này ca sĩ chỉ hát trên sân khấu
và trong các bộ phim cũng chỉ có các diễn viên được đào tạo chính quy. Điều này có vẻ rất bất cập. Dù Trung Quốc đang phản đối vấn đề về đỉnh lưu và ảnh hưởng của người hâm mộ, nhưng cuối cùng giải trí cũng chỉ là một nền công nghiệp tinh thần. Nếu bạn từ chối cung cấp cho khán giả điều họ cần, thì cuối cùng nền công nghiệp giải trí cũng sẽ đi lệch hướng và không có cơ hội phát triển. Bởi lẽ cung và cầu vốn là hai mặt của sự phát triển, đặc biệt là đối với ngành giải trí. Công chúng chính là đầu ra cho tất cả các tác phẩm cũng như nghệ sĩ. Bản tin của 8790 Channel xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.